Bảy bé ở tỉnh Thất Bồng Lai sống với ba người mẹ ruột nhưng không biết sự thật về thân nhân. Theo đó, bảy bé ở tỉnh Thất Bồng Lai sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Sở Nội vụ tỉnh Long An hôm nay thông tin trên báo Tuổi Trẻ, trong ngày đoàn kiểm tra của sở đã tiếp tục đến kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi từng tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên là Thiên Am bên bờ vũ trụ. Ông Nguyễn Văn Mưng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Long An trả lời, đơn vị chức năng xác định có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cao Thị Cúc. Song đáng nói thì tất cả 7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Ngoài ra còn một bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và một bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế. Vị này cho biết tại thời điểm kiểm tra mới đây, trên tường nhà bà Cúc vẫn còn dòng chữ Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thế nhưng khi đơn vị chức năng hỏi về việc dựng tượng Phật và mặc trang phục gần giống tu sĩ Phật giáo, thì những người trong nhà bà Cúc lại nói đây là nhà riêng và việc ăn mặc như vậy là để tu tại gia. Cũng trong hôm nay, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An thông tin, công an đang vào cuộc vụ tịnh thất Bồng Lai và mọi việc cơ bản cũng đã xong. Chủ tịch Út nói với nguồn trên, chúng tôi đã tập trung, chỉ đạo xử lý, đã cơ bản rồi. Hôm đó nghe thông tin bà Hằng, Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở Bình Dương, đến tỉnh Thất Bồng Lai, chúng tôi cũng đã xuống xử lý. Trước đó, trong cuộc họp báo Bộ Nội vụ vào chiều ngày 5 tháng 11, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng khẳng định, vụ việc cơ sở tỉnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ có nêu, cơ sở tỉnh Thất Bồng Lai thực chất là cơ sở gia đình riêng do bà Cao Thị Cúc, hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xây dựng. Người của nơi này tự ý chuyển tượng Phật và đờ thổ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng nói, vụ việc này có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Mặc dù bà Cúc khẳng định bà thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo. Trong quá trình làm việc, ông Lê Tùng Vân, người sống cùng với bà Cao Thị Cúc khẳng định đây không phải là chùa mà là nhà riêng. Tuy nhiên bà Cúc vẫn cho treo biển cơ sở tôn giáo. Theo phóng sự trên truyền hình tỉnh Long An, trước đó khẳng định nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa không phải là tự viện hợp pháp. VTV dẫn thông tin từ Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Đây không phải là một cơ sở của Phật giáo mà chỉ mượn danh xưng là cơ sở Phật giáo, lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình. Đó là vi phạm về pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của Tổ chức Phật giáo Thế giới và gần nhất là Tổ chức Phật giáo của nước nhà.